Lên tỉnh chơi chơi chứ đừng làm bậy làm bạ nha. Người ta mà trả rượu lợi ra là mày thúi đầu à, người ta cừ thúi đầu à. Mình sợ lắm. Thường những cái đám cưới ngày xưa á, là cô dâu mỗi khi mà cái khoảnh khắc mà theo chồng về nhà chồng á, là cô dâu thường hay rất là xúc động, khóc nhiều lắm hả cô? Bữa đó là mình khóc là kiểu như là mình là coi như là về là bên chồng rồi, không biết số phận mình như thế nào nhá. Nhớ nhà à, ông chồng mình ở bên cái chỗ đó nó vắng lắm, đâu có ai đâu. Ở đó có một cái nhà đó thôi, đi ra là phải đi bằng ghe gì đó, thành ra mình cũng sợ. Nhưng mà nói chung là mình cũng rất là may mắn gặp chồng mình. Chồng mình cũng yêu thương mình. Cô yêu chú là từ cái lúc mà chú đi nói cô rồi, là lên nhà cô á, là nhà cô em đông leo nheo lít nhít mà, nên lên tới thấy rác thì quét, lên tới là nhà là quét xẹt gom. Còn em cô á leo nheo lít nhít vậy nè, tại vì nhà chú là chỉ có 4 anh em lớn hết rồi, còn nhà cô tới 11 anh em lận, thì lên bắt tắm. Đứa nào mà dơ hả, tôi tắm hết. À, ông xã mình thấy ông xã mình dễ thương. Khó khăn thì cũng có cái thời gian, cái lúc mà được 3-4 đứa con á, cái thằng lớn á hồi xưa giờ nó không bệnh hoạn vậy đó. Còn 3 đứa em kế nó lúc nào cũng bệnh hoạn, coi như là bà xã tôi là. Chào cô chú ạ. Chào. Dạ, rất vui được gặp cô chú trong ngày hôm nay. Cô chú có thể giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết ạ. Kính chào chương trình trong năm, kính chào hai MC dễ thương. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thôn, 67 tuổi, ở quận 9. Xin kính chào Quyền Linh, Ngọc Lan. Mình là Quỳnh Thị Nghĩa. Năm nay mình 63 tuổi, mình cũng sống ở Long Phước, quận 9. Chú còn nhớ ngày đầu tiên á chú gặp cô đó là năm đó bao nhiêu tuổi không chú? Hồi xưa á, gia đình tôi với gia đình bên bà xã tôi á là chiến tranh. Cái mà chạy lên Tân Vạn á làm lò gạch, là lúc đó là tôi là 10 tuổi. Và vợ tôi là mới có 6 tuổi thôi. Thời gian đó thì hai gia đình sống chung, làm chung với nhau. Sống chung cái lò gạch đó. Sống chung lò gạch. Cha tôi với ông và vợ tôi á thì cũng thường xuyên qua lại nhậu nhẹt rồi chơi. Hai người hay thường xuyên tắm mưa lắm á. Không có, cái đó thì không có chơi chung, chỉ qua lại gặp. Ở chung cái lò gạch mà sao không chơi chung được à? Không, lâu quá thì không nhớ. Rồi sau khi đó thì lại gia đình lại cách xa nữa. Là lúc đó thời đó mình chưa có nghĩ gì đâu, đâu có nghĩ tới yêu thương gì đâu, biết vậy thôi. Sau cái gia đình bên nội mới đi về dưới quê, tôi thì vẫn ở chỗ đó tới bây giờ, ở Long Sơn nè, quận 9 nè. Thì năm 74 á, để có người mách bảo là vợ tôi nói với bà già tôi, kể nhà tôi có con Nghĩa nó giỏi lắm. Cái bà già tôi quá mò lên, bà nghe hạp tuổi á, hai người hạp tuổi quá, cái bà lên đó, kể tiếp. Bà nội có lên nói là năm đó mình mới có 17 tuổi thôi, em rất là đông, mình còn nhỏ nữa, cái nói thôi con chưa muốn lấy chồng, gia đình còn em đông quá mà mình là trách nhiệm nặng nhất trong nhà. Cái thế thì năm sau là bà nội đi lên nói nữa, năm sau là giải phóng rồi. Ba ruột của mình á mới kêu vậy nè, con ưng đó đi. Ba thấy thằng đó nó xứng với con, nó hiền á, dễ thương á, con ưng đi, chứ để sau này á con gặp người ta nói miệng, ta nói cái tay người ta quýnh chết á con. Cái mình ưng. Chú có một ấn tượng gì với cô gái ngày xa xưa ấy không? Mới giải phóng bà già tôi có bảo là tao đi nói con Nghĩa, con anh ba cho mày rồi đó. Trời ơi, con má ơi, mới giải phóng gia đình mình còn nghèo quá, để làm có tiền rồi hãy cưới vợ má ơi. Ui mày lo gì vấn đề đó, nghèo biết chừng nào giàu, tao đi nói rồi đó. Bây giờ mày chịu không chịu mày ra hoài mày ở, chứ tao thấy nhỏ đó là nó hạp tuổi với con á, mày mà cãi tao ha, mày ra hoài mày ở, mày làm gì mày làm. Áp lực quá nhờ. Mà hồi xưa nghe bà già bà nói ra hoài ở sợ lắm, không biết ra hoài ở chỗ nào. Thôi thà lấy vợ giờ ở với vợ đi chứ, ra ngoài ở với ai đúng không? Sau này mày coi nè, mày với nó làm giàu cho mày coi. Chú mày giờ giàu chưa, chú giàu không?
Dạ đủ đủ anh. Cái ngày đi hỏi đó, ngày đó gặp mặt chưa? Chưa có đi hỏi. Thì đi hỏi xong rồi cái bỏ rượu rồi. Cái bà này nè, bà nói lâu quá rồi không gặp ảnh. Thôi giờ để lên thấy mặt rồi cho biết. Chú lên là đẹp trai quá, bà kết liền. Khi cô gặp lại chú thì cô thấy chú quá đẹp trai không? Đẹp trai cũng dễ thương. Mình thấy ba nói cũng đúng. Mình con gái nó có duyên một thời thôi. Hồi đó ông xã nhà mình đi coi mắt vợ vậy đó mà đi chân không. Ba để ý, ba mới nói bà thấy mấy đứa mà đi chân không, mấy đứa nó giỏi lắm con. Mà mình qua mà bên cô đồng ý rồi đó, mình giáp mặt nhau đó, mình nhìn nhau đó, lúc đó tâm trạng nó sao chú? Cái lần lên đó, cái ông Mai á, ông có nói Nghĩa hồi đó giờ nó biết mà nó chưa biết mặt, hiện giờ nó chưa biết mặt. Cái bữa đó chú chạy ghe máy lên, đi ghe máy lên cái qua cái nhà kế bên á, ông anh vợ thì ông đờn, chú thì chú ca, cái ca hát. Hồi cái ông anh vợ nói, ê, Nghĩa muốn gặp mày nấu gì kìa. Chú mới qua gặp bà, cái bà mới nói là bị gì con cái con, có cái con nhỏ kia, nó thương chú, mà chú đâu có biết thương gì nó thương thầm. Cái nó mới nói với cái bà này, tôi có người yêu tên đó vậy, ở ngay chỗ đó vậy đó. Trời ơi. Mà ảnh cái anh đó anh ca hay lắm. Rồi cái bà này cái bà kêu qua nói sao anh có người yêu rồi mà anh còn đi hỏi tôi. Tôi nói đâu có, cái nói tên người đó nói quen biết thôi chứ không có cái vấn đề gì. Vậy anh với người ta có gì không? Tôi nói đâu không có gì hết, ta thương tôi chứ tôi đâu có thương người ta. Cô, nhưng mà cái lúc mà mình phát hiện ra cái người mình sắp sửa lấy làm chồng á mà lại có một cái người khác thương như vậy thì lúc đó cô sợ không cô? Sợ chứ, thì cô sợ cô mới ra hỏi, nhưng mà nhờ cha mẹ rồi mai mối vậy thì nói không có gì hết. Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà cô chú xác định rằng là mình sẽ là của nhau á, lúc đó cái nắm tay đầu tiên ở một cái vị trí khác như vậy thì cảm giác của chú như thế nào? Hồi xưa chú thì quen biết thì nhiều, ba bốn cô à. Mà ba bốn cô thì tự nói chú thôi, tôi thương anh, nói thẳng ra vậy á, mấy cổ mạnh miệng lắm. Chú thì chú không có nghĩ vấn đề đó. Đến năm mà 22 tuổi rồi đi hỏi bà đó, là chưa có nắm tay ai, chưa hung ai cái nào. Đi hỏi bà rồi cái lên phụ làm ruộng bữa đó, cái lên mình phụ mạ, cái trưa ăn cơm. Cái tôi bả mới vô cái chòi có cái rôm á. Dạ. Cái bả đứng vịn tay vậy nè. Cái tôi nắm tay bả cái bơ rung. Đó là cái nắm tay đầu tiên. Lấy cớ gì nắm tay hay tự nắm đại luôn? Nắm đại luôn. Nắm đại vậy? Tại vì thấy đi hỏi rồi mà. Bữa đó là ra đó rồi là không có ai á. Không có ai, ngay đống rơm nữa, ngay cái chòi nữa, vắng que nữa. Cái tinh thần của cô sao, rung sao cô? Cảm giác tình yêu. Để thôi luôn hả cô hay rút ra cô? Không. Dễ gì rút. Cảm giác tình yêu mà đâu có rút ra. Rồi có hung không? Có hung không? Không. Trời ơi. Kỳ quá trời luôn. Tới luôn. Tới đó rồi. Ngay đống rơm vắng que mà. Mà hồi đó đó kỳ lắm, sợ lắm. Hỏi vợ tôi cỡ 7-8 tháng à, mà chưa có hung cái nào đó. Tới ngày cưới luôn. Chẳng hạn như tôi đi làm thì còn ở bên ruộng là nhà tôi lên qua rước, chạy ghe máy qua rước. Mình hãy nghe tiếng xe ghe chồng mình tới là mình thấy làm như là trong lòng mình cũng giống như mong đợi, làm như là linh tính là cái ngày này ổng sẽ qua ổng đón mình. Vậy chứ chạy ra máy rồi lên vô nhà cái bả làm nhạc, kiểu làm lơ mình đó. Bây giờ kiểu làm lơ. Gặp nhau làm ngơ. Thích rồi mà kiểu làm lơ. Hỏi chú thật nha, lúc cái nắm tay rồi bao lâu rồi hai người nói gì? Nắm tay thôi, dồn nhau vậy thôi à. Buông ra đi bao lâu? Làm lúa tiếp. Dồn nắm tay đó bao lâu? Cũng khoảng 2-3 phút à. Rồi hai người nhìn nhau vậy đó hả? Nhìn nhau thôi. Là hiểu nhìn rồi. Nhau rồi cười thôi. Kỳ quá, cái tôi rất là lãng mạn nè, con nè, con là cô nè, con sẽ mắc cỡ nè. Ghê quá. Mắc cỡ nó ghê quá. Ghê quá. Tình yêu ngày xưa nó trong trẻo như thế đó. Rồi sau đó bao lâu cái nắm tay đó thì cô chú bắt đầu làm đám cưới? 6-7 tháng sau, cuối năm 75. Là mình đám cưới, mình rước dâu bằng ghe máy. Đi bằng trời ghe, ơi, dễ thương quá. Xuông bá lá. Hồi xưa ghe máy giống như SH giờ đó con. Trời ơi, đâu đúng phải nhà. Hồi đó quê mà sắm đó. Ghe máy là cũng nhiều tiền. Là dữ lắm mà đó. Chú phải giỡn thôi nha. Dễ hả chú? Bữa nào chú tặng chiếc ghe máy chơi nha. Con không biết nói gì hơn.
Như vậy thì đêm tân hôn chắc chắn là sẽ tới giai đoạn hôn nhau đúng không? Đúng rồi. Coi như trong thời gian mình chờ đợi lâu á, vô buồn cái tôi ôm hung liền. Dồn nén lâu quá. Dồn nén lâu quá. Thì mấy lâu nay là anh đã đi mòn đường chết cỏ rồi, đi lên đi xuống rồi đi lên đi xuống, như từng hai tuần là đi lên. Từ bên đây qua bên kia. Bây giờ hồi xưa bà già tôi á, bà nói mày lên tỉnh chơi chơi chứ đừng làm bậy làm bạ nha. Người ta mà trả rượu lợi ra là mày thúi đầu à, người ta cần thúi đầu à. Mình sợ lắm. Thường những cái đám cưới ngày xưa là cô dâu mỗi khi mà cái khoảnh khắc mà theo chồng về nhà chồng á, là cô dâu thường hay rất là xúc động, khóc nhiều lắm hả cô? Bữa đó là mình khóc là kiểu như là mình là coi như là dày là bên chồng rồi, không biết số phận mình như thế nào nhá. Nhớ nhà à, ông chồng mình ở bên cái chỗ đó nó vắng lắm, đâu có ai đâu. Ở đó có một cái nhà đó thôi, đi ra là phải đi bằng ghe gì đó, thành ra mình cũng sợ. Nhưng mà nói chung là mình cũng rất là may mắn gặp chồng, bên chồng mình cũng yêu thương mình. Cô yêu chú là từ cái lúc mà chú đi nói cô rồi, là lên nhà cô á là nhà cô em đông leo nheo lít nhít mà, nên lên tới thấy rác thì quét, lên tới là nhà là quét xẹt 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 gom. Còn em cô á leo nheo lít nhít vậy nè, tại vì nhà chú là chỉ có bốn anh em lớn hết rồi, còn nhà cô tới 11 anh em lận, thì lên bắt tắm, đứa nào mà dơ hả tôi tắm hết. À, ông xã mình thấy ông xã mình dễ thương. Khó khăn thì cũng có cái thời gian, cái lúc mà được ba bốn đứa con á, cái thằng lớn á hồi xưa giờ nó không bệnh hoạn vậy đó. Còn ba đứa em kế nó lúc nào cũng bệnh hoạn, coi như là bà xã tôi là cứ ôm con rồi chạy thầy này thầy nọ. Mà ở chỗ tôi với Ngọc Lan biết là Quyền Linh biết là đi muốn mà đi ra khỏi cái cù lao đó là hồi xưa là phải đi cỡ 3-4 cây số, phải có 4 cái cầu, mà một cái cầu ngắn nhất là phải 2 cây lồ, tại vì chưa có làm đường làm xá mà. Một ngày á đò nó chỉ chạy có 1 chuyến thôi, lên Biên Hòa chạy 1 chuyến thôi. Rồi bà già xã tôi phải đi sớm, có khi con nó bệnh nặng quá phải đi theo quả. Mà đi tới bến đò mình mẩy xình bùng không à. Tôi dò mà thấy cái đường tôi nghĩ không biết cái nghị lực nào mà bà xã mình lại có cái nghị lực dữ dằn. Mình đi dày chỉ cái một lần là mình thấy là mình sợ, là tôi thương bà xã dữ lắm. Bệnh đau đâu phải một đứa mà 3-4 đứa liên tiếp vậy. Ủa, cưới xong là bao lâu cô chú có đứa đầu tiên? Năm sau, rồi tới 78, rồi tới 81, rồi tới 84 85 sao 78, rồi tổng cộng 7 đứa. 7 người con. Kinh khủng gì. Biết công việc của chú lúc đó là như thế nào để có thể nuôi nấng cả gia đình? Thời gian đó là chú làm ruộng rồi ở nhà làm rẫy, rồi lấy cái này cái kia ăn vậy. Chú đi chợ á là phải hết ngày, lại lên mấy cái chợ ở ngoài Gò Công, Thủ Đức rồi á. Cái chỗ tôi ở là chỗ cù lao hả? Đúng cái năm 78 đói Ngọc Lan. Đói. Là năm đó mấy người con là sanh người năm thứ đó hai. Là người thứ hai rồi là dạ. Tôi sanh 76 là sanh thằng trai lớn, sanh thằng thứ ba là năm đó đói, tôi đẻ nó không có gạo ăn. Lúa cấy không có trọ, không có trổ, rồi ăn toàn là rau gì đó rồi chấm nước muối chứ không có được cơm đâu. Nhưng mà xong qua năm 78 rồi qua 79 là nhà tôi nè mở đi khóa cái miếng đất quan ở chỗ tại chỗ tôi ở, khóa lên trồng lúa, trồng để có ăn chữa đói được. Từ từ vợ chồng mình làm lên, rồi qua năm sau là đã có lúa nhiều rồi, mần phá ra mần ruộng là khó khác rồi. Năm sau năm tôi với bà xã tôi cũng đường xuống vốn đóng ghe mình đi, cái thời gian đó là đi lúa ở dưới miền Tây á, hầu cầu Mỹ Thuận chưa bắt á, xuống dưới mua lúa rẻ dữ lắm, rồi đem về mới bỏ lợi cho mấy cái nhà máy sai sát á. Kinh doanh rồi đó. Rồi, lên kinh doanh rồi đó. Đi được vài năm thì lại con mình nó lớn lên nữa rồi, thì cái người con trai thứ hai á nó đi theo ba được lên sống, thì mình cũng xem trễ là mình 7 người con, nhưng mà cái người anh thứ hai á thì phải đi theo ghe với ba để mua lúa, còn anh thứ ba kế á thì phải ở nhà giữ đàn em này nè đó, cho cha mẹ đi cả tuần mới về, mà đi mua lúa miền Tây rồi về lên bến gỗ sai nữa. Cho nên là tội nhất là anh hai anh ba học không có tới đâu, mới cấp 2 là đã nghỉ hết rồi. Mà lúc đó mình con mình đông quá,
nên nếu mà hai anh này mà đi học nữa thì làm sao. Mình á thì nghèo thiệt, con mình đông thiệt, nhưng mà con của mình rất ngoan, mình rất tự hào là con mình rất ngoan. Thì hai anh này hy sinh cho bốn năm người em này, năm người em này á có trách nhiệm là phải lo học, nên là năm người em này học giỏi lắm. Con của tôi á là bốn đứa không có cha mẹ ở nhà nha, tới kỳ đi học học lãnh thưởng gì, bốn đứa ôm phần quà thưởng gì nè, tôi rơi nước mắt á. Rồi sau này á mấy con tôi đều giỏi hết. Anh hai á xưa không có học tới đâu thiệt, nhưng mà xin giới thiệu là hiện thì bây giờ anh chỉ là cấp học cấp 2 thôi, nhưng mà con tôi bốn bảy đứa bây giờ có ngàn ổng là đàng hoàng hết. Là anh hai bây giờ á là dịch vụ bất động sản nhà đất, còn anh ba thì là tiệm sửa xe Hoài Nhã, còn cô thứ tư là cô này, cô con gái chứ cũng mạnh mẽ lắm, cũng lặn lội đi tới ngoài nước Hàn Quốc á, cô học ở ngoài đó, có nghĩa là cô tốt nghiệp đại học xong là cô tự có một cái học bổng cô đi. Nhưng mà cổ là thân gái dặn trường, lúc đó cổ cũng mới lớn lên thôi. Bây giờ cổ á phấn đấu một thời gian, bỏ công đâu phấn đấu, cổ được một cái chức vụ là phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Quốc tế Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt vời. Con là con thấy anh chị ở đây là rất là xúc động khi mà nghe về cái tuổi thơ của mình qua lời kể của cô. Đó là một sự thành công mà bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng hạnh phúc cả. Dạ. Với những cái sự nỗ lực từ cái xuồng, cái ghe máy đó mà tạo nên một cái gia đình hạnh phúc như thế. Nhưng con xin hỏi cô chú là trong những cái giai đoạn đó đó, cô chú có những cái mâu thuẫn nào xảy ra, có những lúc nào cãi vã không? Nói không thì không đúng. Tôi thì tánh tôi hay nóng, ra đường gặp áp lực rồi về thì la băng quơ vậy thôi. Ở với bà xã tôi 45 năm chưa khi nào mà nói nặng vợ bà xã tôi một tiếng hay là quýnh một bạt tai gì hết. Nóng lên, nói băng quơ vậy á. Nhưng mà vợ tôi thì có một cái nói nín, không có nói gì hết á. Rồi tôi nói đã, cái tôi mắc cỡ rồi tôi nín. Cái xong rồi á, cái mấy ngày sau á, cái vợ tôi mà thấy tôi vui vui á, bữa đó ông la tôi vậy, ông thấy được không? Cái là mình quê cái mình kiếm đường lỏng đi chỗ khác. Hay cái này, hay cái chỗ này nè. Ủa cô, bí quyết nào mà cô có thể nhịn được như thế cô? Mấy cô bác lớn á, hay thường nói tôi vậy nè, thằng Tho á thì nó nóng, nhưng mà con vợ nó nguội như nước đá vậy. Lửa mà gặp nước đá thì nó tắt à, nấu cháy được ha. Chồng thì nóng như lửa nhưng mà vợ nguội như nước đá nhưng vậy. Sao cô là lúc nào cũng nguội như thế trong khi trước mặt mình là một cái gì đó nó dữ dội lắm. Cô cái gì cũng mọi việc đều bình tĩnh, không có cái gì từ từ mình giải quyết, không có cái gì mà phải ẩu đả lên này, nó không có được. Bà xã tôi hay cái chỗ đó, cái chuyện gì mà dữ dằn cũng dòm thấy bình tĩnh lắm, nhưng mà lo dữ á. Nhớ nha Lan, muốn giữ hạnh phúc gia đình á là người phụ nữ luôn luôn phải lạnh như nước đá. Lạnh như nước đá. Con đừng có nóng là nó tan tác hết. Nhớ chưa? Phải lạnh con nha nhớ. Lan. Con ngồi ở đây rất là nhiều chương trình và con học được rất là nhiều bí quyết. Thế hệ chúng ta cần học cô chú điều này nè. Dạ đúng rồi. Tức là người đàn ông á, khi mình nói nhiều quá mình thấy cũng thấy quê chứ. Dạ đúng rồi. Mình nói người ta không nói gì mà quê. Hỏi không trả lời quê. Mình đừng thấy người ta im lặng mình tấn công lại. Làm tới, dạ mình đúng phải biết rồi. Quê. Chú thì chú nóng nhưng mà khi mà hết nóng rồi mình biết lỗi chứ. Dạ. Nhưng mà có một cái lợi trực tiếp nói anh xin lỗi với em, xin lỗi bà xã thì nó kỳ. À, vậy chứ làm sao? Để bà xã bà nói bữa đó ông la tôi, anh la tôi thấy được không? Cái vậy quê rồi. À, thấy quê không? Nếu thương nhau muốn giữ hạnh phúc cho gia đình êm ấm á, mà sống để trăm năm với nhau á, thì mình phải có cái nhịn, chứ không phải mà mình cãi với nhau mà mình hơn nhau là cái nhịn. Nhịn nhau được thì mới hơn, chứ còn không nhịn nhau được thì đâu có được cái gì đâu. Đây có là hơn. Giá trị lớn nhất để tạo nên hạnh phúc gia đình, đó là cái là nhịn. Phải nhịn. Tính của mỗi con người nó bộc lộ đó thì làm tổn thương người khác, và lúc đó thì cái gì nó cũng tan tác hết trơn. Cảm ơn cô chú về những cái bí quyết hết sức là quan trọng đó để tạo nên một giá trị hạnh phúc cho mỗi gia đình của chúng ta. Và bây giờ thì trên tay con đang cầm một cái lá thư. Đây là lá thư của ông gửi cho bà. Lá thư được gửi từ quá khứ. Con xin phép thay bà, con sẽ đọc cho bà cũng như là đọc cho quý vị khán giả được nghe nha. Nhân dịp tham gia chương trình, tôi có vài lời gửi cho bà xã đây. Anh thương bà xã cái tính chịu thương chịu khó, lo cho chồng cho con. Anh thì có cái tính nóng hay la bâng quơ, đôi lúc làm cho bà xã buồn.
Dù cơn nóng nảy nhất thời, anh vẫn rất lo lắng và quan tâm đến bà xã. Lời nói thốt ra thì có vẻ là nóng nảy, nhưng tất cả đều xuất phát từ những lo lắng của anh. Có lẽ bà xã hiểu được điều đó, nên lúc nào cũng thấu hiểu, không bao giờ cãi lại hay cằn nhằn anh, chỉ nhẹ nhàng góp ý cho anh sau những cơn nóng giận. Bà xã không chỉ là một người vợ tâm lý, mà còn là một người mẹ hết lòng vì các con. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, bà xã đều yêu thương các con hết lòng, chưa một lời trách mắng các con, luôn luôn gánh những nỗi lo về mình để các con được an tâm tập trung học hành. Tụi mình cũng đã ở cái tuổi xế chiều, chỉ mong bà xã hãy giữ gìn sức khỏe nhiều hơn và bớt ham công tiếc việc lại. Và còn một điều nữa, trước giờ anh có việc gì không phải và vô tình làm cho bà xã buồn thì anh mong bà xã hãy bỏ qua. Cảm ơn vì đã luôn sát cánh, đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường. Anh yêu bà xã nhiều. Cảm xúc của cô thế nào? Cô nghe cô xúc động. Cô hiểu. Cô nói như là cô là hiện giờ là cô bán, cô vẫn còn kinh doanh. Tại vì cái ngành kinh doanh cô làm đã lâu rồi, thì vẫn lâu rồi. Nhưng mà mình vẫn còn sức khỏe. Cô thích sáng sáng ra cửa hàng, cửa hàng gặp khách hàng mình vui nên cô cũng không có nghỉ. Rồi ở nhà thì cô đâu có trực tiếp để lo cái món ăn, món ngon vật lạ gì cho chồng mình được. Chuyên môn là chồng mình làm cho mình ăn không. Về nhà mà chồng mình có nấu được cái lên cái món gì mình ăn là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Giỏi cũng ăn thành ngon nữa. Nhiều khi chồng có tánh nóng thiệt, nhưng mà nhiều cái mình phải xét lại là cái nóng này chồng mình la, nhưng cái gì chồng mình đã lo cho mình. Đó, mình xét lại cái vấn đề đó nên là dung hòa nhau, không có cái gì mà phải để mà nóng giận mình. Để cơm cho chính chồng mình nấu là mình hạnh phúc rồi. Là hạnh phúc ngon rồi. Cũng được, mà không ngon cũng thành ngon. À, ngoài cái bức thư của chú gửi cho cô cũng có bức thư gửi cho chú nữa đó. Có nữa. Đây là... Ủa sao chú giấu con vậy? Trời ơi, này nó thuộc về bí mật mà. Bức thư của cô gửi cho chú để coi thế nào nha. Hôm nay nhân dịp tham gia chương trình Tình Trăm Năm, tôi viết thư này gửi cho anh. Anh à, 45 năm chung sống, chưa ngày nào mình xa nhau cả anh nhé. Cùng cực lắm, khổ lắm, vất vả lắm, nhưng chúng ta luôn luôn sát cánh bên nhau, phấn đấu, nuôi các con nên người. Điều kiện kinh tế cũng đã tốt hơn, nhưng bây giờ em sợ nhất là không biết vợ chồng mình còn đồng hành với nhau được bao lâu nữa, khi chúng ta đã ở cái tuổi tứ tuần rồi. Nhân dịp vợ chồng mình tham gia chương trình Tình Trăm Năm, một kỷ niệm đẹp và hạnh phúc cho hai chúng ta, em mong anh có làm gì cũng nên làm những việc vừa mức sức mình thôi anh nhé. Và chăm tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe. Em yêu anh. Em mời người khác. Chú có thể nói với cô điều gì trong ngày hôm nay? Anh hứa trong chương trình này khoảng thời gian còn lại anh sẽ xứng đáng là một người chồng, một người cha để suốt đời gần gũi bên bà xã. Còn cô thể nói cái gì với chú? Nhân dịp chương trình Người Tình Trăm Năm này, cô rất cảm ơn chương trình đã cho vợ chồng cô lên sóng truyền hình để bày tỏ hết chuyện tâm tư nguyện vọng của mình. Cô chỉ mong là vợ chồng mình ráng giữ gìn sức khỏe để mình sẽ đồng hành với nhau đến trăm năm y như chương trình vậy. Cảm ơn chương trình. Món quà nữa, cô chỉ hướng về màn hình để xem một cái đoạn clip về gia đình của chúng ta. Mời cô chú. Hồi tôi còn nhỏ là khoảng tôi nghỉ học tới là cỡ lớp 4, lớp 5 á. Ở đây nè, mình phải đem lúa lên bến gỗ gần gọng ngay á. Cái ghe mình, ghe nhỏ đâu có bằng mấy cái người mà có ghe lớn đâu. Cái mình lên mình xay gạo, cái trưa mẹ mới hái rau. Hồi xưa cái nhà máy hồi xưa mà có rau, ưa có rau dền vòng vòng nhà máy á, cái hái nấu canh ăn.
thì mấy cái người mà ghe lớn á, cái lúc đó họ sẽ vào một mình. Tức là mình cái ghe mẹ tôi nhớ hồi đó là như có 60 giỏ lúa à, mà người ta là đi ghe 500 giỏ rồi đó. Cái mình nấu cơm ăn tôi còn nhớ tới bây giờ, tôi còn nhớ bởi tôi ráng tôi làm tới bây giờ là như vậy. Bà với mẹ thì với tôi là ăn chung cái mâm cơm đó luôn. Là cái có cái cô đó đó, cái cô mà đi ghe 500 giỏ, cô lại cô nhìn vậy nè. Cô lại cô nhìn vậy, cô nói chị hai cho anh hai anh ăn vậy anh ăn chứ gặp chồng tôi mà cho ông ăn vậy ông đá đổ. Tức là không có mua đồ ăn. Mẹ nó thấy đâu dành nó về nhà máy vô nấu ăn vậy. Nói một câu vậy mà tôi muốn rớt nước mắt luôn. Bởi tôi nhớ cái câu nói của cái người đó mà tôi làm tới bây giờ. Giờ tôi 40 mấy tuổi rồi cũng không biết là ba mẹ có hiện bây giờ còn buồn không. Nhưng mà cái lúc mà tôi mới cưới vợ á, lúc đó cái tuổi còn nhỏ tôi ưa đi chơi rồi này kia nó không có lo làm ăn. Rồi nhậu nhẹt. Bây giờ thì có đám có tiệc ở nhà tôi muốn mấy ly thôi. Còn hồi đó chắc tháng chắc nhậu 29 ngày rồi. Thành ra cứ làm mẹ tôi khóc mấy lần. Ba đều với mẹ tôi cũng lo lắng. 22 tuổi là tôi có vợ mà tôi làm khoảng 10 năm là tôi chưa có cái gì luôn. Bị mình làm mình ăn nhậu không đi chơi không à. Ba với mẹ không có quýnh nha, chỉ giải thích thôi, chỉ dạy cho con nó làm ăn thôi. Mình muốn nói nhiều lắm mà mình thương ba mẹ dữ lắm nhưng mà cái lời nói tôi không có. Mình nói chuyện không được như người ta. Tôi chỉ sống ở trên đời là tôi cảm thấy là tôi rất là hạnh phúc. Bị biết sao, theo như nhiều người người ta có ngàn tỷ đi nữa nhưng mà người ta không có được hạnh phúc như tôi. Bị gì tôi là được gia đình ba mẹ rất là thương. Bị gì mình làm ăn cực khổ thiệt nhưng mà tối nằm xuống là ngủ không có trong đầu trống không, mình không có cái gì để lo nghĩ hết. Bởi tôi hạnh phúc là có nhiều khi tôi suy nghĩ tôi tự nói là mình là người giàu nhất rồi đó. Cuộc đời từ của tôi đó, tôi thấy hạnh diện nhất mà hạnh phúc nhất là được làm con của cha mẹ của tôi. Rồi chứ cầu mong lớn lao nhất trong cái cuộc đời của tôi mà quý giá nhất trong cuộc đời của tôi là cầu mong cho cha mẹ tôi sống lâu trăm tuổi khỏe hoài. Như vậy đối với tôi là đủ. Chào ba mẹ, con yêu ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn giờ có cái con có làm gì cho cha mẹ buồn thì cho con xin lỗi ba mẹ. Đây là anh ba. Anh ba nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ đúng không? Nó nhỏ nó giỏi lắm đó, lớn lên này nó thay đổi vậy, nó ăn chay trường. Hy sinh vì đàn em của mình. Hy sinh vì đàn em của mình. Một mình nó mà ở nhà nó chăm, hồi đó con út này thì đẻ sau bốn đứa này nè. Mà ở nhà nó chăm mà tự lo cho em đi học. Mẹ với ba đi từng lấy bây giờ đi miền Tây mua lúa mà. Con thì đông thật, bảy đứa. Nghèo thì nghèo thiệt. Nhưng mà từ cái nghèo đó tôi sẽ bước lần, tôi nói với con tôi là lột như lột bánh ít vậy đó. Con cứ học tới đâu được thì mẹ sẽ lo tới đó. Lúc con tôi tốt nghiệp đại học con này nè, mẹ có người ta mời con đi làm đó mẹ, vừa học vừa làm á. Mẹ có cho con đi làm không? Mình nói không, mẹ còn lo cho con được, con cứ học. Nếu như con đi học á mà con vừa học vừa làm á, một tháng lúc thời điểm đó là nó nói được 3 triệu. Thì nếu mà con vừa học vừa làm á thì 3 triệu này của con nó dậm chân suốt đời con luôn. Không được, con phải đi học, con phải tập trung vô con học. Khi con tốt nghiệp đại học được loại giỏi rồi đó thì sau này con sẽ học cái đồng lương con nó lên gấp 10 lần. Một sự nỗ lực quá lớn và kết quả cuối cùng đó là hạnh phúc của cả gia đình. Một câu chuyện rất là hay. Còn con thấy sao? Con thì lại rất yêu những giọt nước mắt của cô và chú trong cái khoảnh khắc này. Bởi vì đây là những giọt nước mắt của thành công, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc và mãn nguyện. Đẹp lắm rồi, viên mãn lắm rồi của chú ạ. Cảm ơn của chú đã tham gia chương trình.